Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Dân gian dị truyền, câu chuyện thứ 19 mang tên Cây thần tiên. Người dịch Lêu Hoàng, giọng đọc Nguyễn Thành. Cây lớn dần, mỗi năm một lá, mỗi năm một cành, xác chết mục giữa, cánh hoa trắng muốt trở thành nguồn sống, trở thành bí ẩn. Đêm hè có chú bé nằm ngoan trên cây, chăm chú lắng nghe. Hôm nay đã qua ngày thứ 6 rồi. Tôi thức dậy sớm thì đã thấy Thiềm Hạ Thủy Trư đang trẻ củi ngoài sân. Buổi sáng trời thu se lạnh, miệng cũng phả ra cả khói. Thiềm Hạ Thủy Trư trẻ củi rất sung, còn Lao Kim thì chạy tới chạy lui cho mấy con chim chỉ ăn. Nhìn mấy con chim đi đi lại lại, khoe bộ lông sặc sỡ dưới ánh nắng ban mai, tôi lại thèm đến chảy cả nước miếng. Thề có trời đất, từ lúc đến ở nhà Lao Kim, chúng tôi chưa nhìn thấy một miếng thịt nào. Lao Kim sống rất đạm bạc. Tôi biết người trong núi đều sống như vậy, nhưng mà tôi thèm quá đi. Tôi không có tật xấu gì lớn, chỉ là hơi háu ăn. Hồi nhỏ mẹ đã đánh đòn nhiều lần, nhưng đây là cái tính trời sinh, làm sao đổi được đây. Tôi nhìn con chim chỉ mà thở hắt ra, thầm nghĩ sau khi mình về nhất định phải ăn no nê cho sướng cái miệng. Trong sân nhà Lao Kim có một cái cây to, tôi không biết là cây gì, cành lá rậm rạp xum xuê, bên trên hình như có người đang ngồi. Tôi nhìn kỹ, đó chẳng phải Tạ Như Tú sao? Sớm tinh sương không biết cậu ta leo lên đó làm cái gì. Tôi gọi Tạ Như Tú, cậu ta lập tức thò cái đầu ra. Tôi hỏi cậu ta đang làm gì ở đó. Cậu ta nói trên này cao, có thể quan sát rất xa. Tôi thở dài, có thể nhìn thấy thì sao chứ? Chúng tôi cũng đâu có đi được. Cũng chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày Lao Kim nhận lời đưa chúng tôi đi. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng ăn vặt là những củ khoai lang Lao Kim đã phơi khô. Thiềm Hạ Thủy Trư nói, câu chuyện đầu tiên của hôm nay để tôi kể nhé. Câu chuyện của anh ấy có nội dung như sau. Có một năm, tôi và người trong viện đến vùng Đông Bắc làm công tác khảo sát. Vì nhóm đầu tiên khá ít người, nên để công việc hiệu quả và tạo cơ sở cho các đồng nghiệp sau, 6 người chúng tôi mới chia ra đi đến từng địa điểm khác nhau. Khi đó tôi đang có một số chuyện không vui, tâm trạng rất tệ. Cái xe khách tôi đi đã sộc sạch lắm rồi, cứ bỏ lắc lư trên đường núi. Trên xe có thằng bé khóc mãi không chịu nín, tôi nghe mà muốn điên cái đầu, hận không thể lấy kim chỉ ra khâu cái miệng nó lại. Ngồi cạnh mẹ đứa bé là một người đàn ông trung niên. Ông ta đột nhiên chỉ vào một tòa nhà và nói, anh bạn nhỏ đừng khóc nữa, có nhìn thấy tòa nhà bé bé đằng kia không? Trong đó có rất nhiều đứa trẻ như con. Nếu con mà còn khóc nữa đấy, bọn quỷ Nhật Bản sẽ đến bắt con đi chơi cùng đấy. Những lời ông ta nói có chút quái quái, nhưng chắc vì cũng tò mò nên tiếng khóc của cô cậu cũng nhỏ dần. Trong lòng tôi cũng thầm tạ ơn trời đất. Sau đó người đàn ông trung niên kể cho cậu bé một câu chuyện. Tôi thấy đây rõ là một câu chuyện dùng để hù dọa trẻ con. Trong thời kỳ chính phủ Mãn Châu, có một thương nhân người Nhật Bản đến huyện thành này. Khi mới đến, ông ta đã phân phát các loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như xà phòng, khăn tay, khăn mặt cho người nghèo để bày tỏ thiện ý với họ. Sau vài đợt phát quà, mọi người đều thấy ông là một thương nhân rất hào phóng, tốt bụng. Mọi người đều căm hận quân Quan Đông đến tận xương tủy, nhưng lại không oán ghét thương nhân này. Tên người thương nhân này là Zeguchi Jizo. Sau khi đã có chỗ đứng vững chắc ở địa phương, ông ta liền mua một tòa nhà 2 tầng mới xây và tuyên bố mở trại trẻ mồ côi.
Khi đó Đông Bắc đang nằm dưới sự cai trị của người Nhật. Bề ngoài người Nhật đối xử bình đẳng với người Trung Quốc, nhưng trên thực tế họ chỉ coi người Trung Quốc là những công dân hạng hai. Thường xuyên có người chết hoặc mất tích. Binh sĩ say rượu lái xe đâm chết người cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Đàn bà con gái mà bị lính Nhật nhìn thấy thì bị hãm hiếp dã man. Rất nhiều trẻ em trở thành trẻ mồ côi, không có nhà để về. Các trại mồ côi do người Trung Quốc mở cũng không đủ chỗ chứa. Ban đầu không ai dám đến trại mồ côi của Jizo. Ông ta cũng không lấy làm sốt ruột. Có một số người nghèo túng quẫn đến mức đem con đặt vào trong cây giỏ mang ra phố bán. Bọn họ làm vậy là vì sự sống còn của bản thân và cũng là vì sự sống còn của con cái. Jizo tìm mua những đứa trẻ này. Ông đối xử với chúng nó rất tốt, không chỉ cho chúng nó ăn no, mặc ấm, mà còn thuê người về chăm sóc. Sau vài ngày, người ta thấy những đứa trẻ gầy gò ấy đã có da có thịt, chạy nhảy vui chơi trong sân rất sung sướng. Dần dần trại mồ côi Jizo có thêm nhiều trẻ em hơn. Những đứa trẻ này khi mới đến đều gầy gò vàng vọt, người không khác gì cái cây sậy. Vậy mà chỉ trong vài tháng đã trắng trẻo mập mạp hẳn ra. Nhiều người khen ngợi việc làm của Jizo. Nhiều người lại nghi ngờ mục đích của ông không phải trong sáng. Nhưng sau khi nhìn thấy những đứa trẻ béo tốt kia, những lời gièm pha cũng đã ít đi nhiều. Jizo là một thương nhân. Ngoài việc mở trại trẻ mồ côi, ông ấy còn mở nhà máy và cửa hàng bách hóa ở huyện thành. Hầu hết hàng hóa trong cửa hàng đều đến từ nhà máy của ông. Nhờ danh tiếng của mình mà việc kinh doanh của cửa hàng khá tốt. Ngay từ lúc khai trương, hàng hóa đã bán rất chạy. Sản phẩm chính của cửa hàng là xà phòng. Xà phòng của cửa hàng có bọt mịn, hương thơm đậm đà. Sau khi dùng thì da rẻ mềm mại tươi nhuận. Khi mới ra mắt, nhiều chị em đã thích mê. Dù giá bán khá cao nhưng cũng nhanh chóng cháy hết. Khi lô xà phòng thứ hai được đưa lên kệ thì hai đứa trẻ trong trại mồ côi mất tích. Không ai biết chúng nó mất tích như thế nào. Vào thời điểm đó đã có hàng trăm trẻ ở trong trại mồ côi của Jizo. Nhưng nhân viên ở đây chỉ có trách nhiệm cho đám trẻ ăn mặc đầy đủ, còn những điều khác họ không quá quan tâm. Chính vì vậy mà đám trẻ mất tích cũng không ai để ý, thậm chí cũng không xem là chuyện lớn. Cửa hàng bán được nhiều xà phòng thì những đứa trẻ trong trại mồ côi càng mất tích nhiều hơn. Tuy thế, luôn có những đứa trẻ mới được bổ sung vào. Đến khi có người phát hiện có cái gì đó không đúng thì những đứa trẻ mất tích đã lên đến 50-60 đứa rồi. Khi cảnh sát tìm đến, Jizo mặt buồn rười rượi nói vì công việc kinh doanh quá bận rộn, không chăm sóc được đám trẻ. Ông đã cho sa thải nhưng nhân viên không đủ tiêu chuẩn, mong rằng cảnh sát sẽ tìm thấy những đứa trẻ mất tích càng sớm càng tốt. Ông sẽ bồi thường cho cha mẹ của chúng. Cảnh sát đã tìm kiếm ở trại mồ côi và khu vực chung quanh nhưng không thấy có manh mối nào. Cuối cùng kết luận những đứa trẻ mất tích là do đi lạc, không liên quan đến trại mồ côi. Bất kể trong chuyện này có gì mờ ám hay không, tóm lại vẫn có người cảm thấy Jizo không giống như cái vẻ tốt đẹp bề ngoài của mình. Khi không còn ai đem con gửi vào trại trẻ mồ côi nữa, Jizo cũng không bận tâm. Ông ta mua mười mấy đứa trẻ từ những người dân chạy nạn với cái giá rẻ mạt, thế là trại mồ côi lại đầy trẻ em. Vì xà phòng của cửa hàng Jizo bán rất chạy nên cũng thúc đẩy doanh số các sản phẩm khác. Để đáp ứng nhu cầu, nhà máy của Jizo cũng liên tiếp tuyển dụng mấy đợt công nhân. Những công nhân giá rẻ đều là người Trung Quốc, còn quản lý là người Nhật. Nhà máy quản lý rất chặt chẽ, có thể nói là quản lý theo kiểu quân sự. Jizo nói với người ngoài đó là do ông sợ rò rỉ công thức bí mật để sản xuất xà phòng và các sản phẩm khác. Tuy vậy cũng có người cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Ngay từ lúc Jizo
Còn đang đắc ý thì một công nhân đột nhiên trốn khỏi nhà máy. Một trận sóng gió bắt đầu từ đây. Công nhân này tìm đến một tờ báo do người Trung Quốc mở, tiết lộ một tin cực kỳ đáng sợ. Đó là một trong những nguyên liệu của loại xà phòng bán chạy nhất ở cửa hàng Jizo được làm từ mỡ chiết xuất từ cơ thể trẻ em. Khi phóng viên và cảnh sát ập vào nhà máy, họ nhìn thấy xác của một đứa trẻ được quấn tạm bợ trong tấm vải nhựa ở căn hầm bí mật. Không, không thể gọi đó là xác chết được nữa, bởi vì chỉ còn lại cái đầu hoàn chỉnh, thân mình chỉ còn lại da và xương. Máu, thịt, nội tạng và mỡ trong cơ thể đứa trẻ đã được lọc riêng ra và đựng trong những thùng kim loại cỡ lớn khác nhau. Nghe nói không chỉ có xà phòng mà thịt bò và gan đóng hộp của cửa hàng Jizo cũng bán rất chạy. Hương vị độc đáo được nhiều người ưa chuộng. Nghĩ lại mà rùng mình. Mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta khó thở. Nhìn đâu cũng thấy vết chân máu me vương vãi phun trào khắp nơi, khiến cho nơi đây giống như chốn địa ngục trần gian. Những người Trung Quốc có mặt ở đó đều rơi nước mắt. Trẻ em là tương lai của một đất nước, nhưng lại bị ông ta đối xử như những con vật. Một kẻ như vậy khó có thể được gọi là người, mà là ác quỷ đến từ địa ngục. Khi sự thật được phơi bày, mọi người tức giận đổ ra đường đập phá cửa hàng và nhà máy của Jizo và giải cứu những đứa trẻ đang bị giam lỏng trong trại mồ côi. Tuy nhiên, họ không tìm thấy Jizo và những người quản lý người Nhật. Họ tập trung bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản và yêu cầu giao nộp Jizo và những kẻ đồng lõa. Người Nhật phải điều quân đội đến mới dẹp được đám đông đang bạo loạn. Ngày hôm sau, có người phát hiện Jizo bị treo cổ trên cây cổ thụ phía sau trại mồ côi. Cây cổ thụ này đã có hàng trăm năm tuổi, tán cây cực lớn. Mỗi khi mùa xuân đến, cây lại nở hoa trắng như bông tuyết. Trước đây là nơi vui chơi yêu thích của bọn trẻ con, còn bây giờ lại là nơi chấm dứt tội ác. Khuôn mặt nung nính của Jizo cực kỳ gớm ghiếc, đôi mắt trợn trừng, nhãn cầu lồi ra, cứ như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Sợi dây treo cổ của Jizo rất dài, không biết là ai tháo xuống, còn để lưng chừng. Chân của Jizo buông thõng mặt đất, mặt hướng về phía cô nhi viện, giống như đang quỳ xuống sám hối. Vì tội ác của Jizo làm dư luận phẫn nộ, nên Đại sứ quán Nhật không dám thu nhận thi thể. Xác của Jizo cứ treo ở đó, một thời gian sau thì héo quắt lại. Cây cây thì mỗi ngày một tươi tốt, cứ như nó đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ cái xác của Jizo. Đến khi xác của Jizo teo lại như khúc củi khô, không còn ra hình dạng con người nữa, thì trên cây dần bọc ra một khuôn mặt hình người gớm ghiếc. Mỗi khi có người đến gần thì khuôn mặt ấy lại trở nên méo mó, giống như hồn ma của Jizo vẫn còn ở đây và đang trở lại nhân gian dưới một hình dạng khác. Kể từ đó, người ta gọi cây cổ thụ là cây mặt quỷ. Nó tồn tại ở đó là để nhắc nhở mọi người rằng kẻ ác cuối cùng sẽ phải đền tội. Nghe xong câu chuyện, đứa trẻ sợ quá không dám khóc nữa. Mẹ nó trừng mắt nhìn người đàn ông nhưng không nói thêm câu nào. Tôi lại thấy câu chuyện này rất thú vị, không nén được quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên kia. Tôi không ngờ ông ta cũng đang chăm chú nhìn tôi. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau thì ông ta bỗng mỉm cười. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt của ông ta có thâm ý gì đấy. Điên rồi, tôi tự giễu mình. Tôi và ông ta không quen biết nhau thì ông ta có thâm ý gì chứ? Tôi cúi đầu, hai tay khoanh vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, xe buýt cũng đã đến nơi. Trước khi xuống xe, tôi nhìn về chỗ người đàn ông kia lần nữa,
Không thấy ông ấy đâu. Có lẽ ông đã xuống xe từ lâu rồi. Sau khi dành một tối để chuẩn bị, ngày hôm sau tôi bắt đầu công việc khảo sát. Việc đầu tiên là làm quen với địa hình. Tôi đi trên con đường núi gập ghềnh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mắt là non xanh nước biếc, trời cao mây mù, trong gió nhẹ thoang thoảng mùi hương của loài hoa nào đó không biết tên. Nỗi phiền muộn trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều. Tôi nhìn vào bản đồ trên tay. Ngôi làng gần thị trấn của huyện Nhất có tên là Tử Tinh. Nghe nói ngôi làng Tử Tinh này rất đặc biệt. Đó là trong làng có một cây cổ thụ tên là cây thần tiên. Tôi không nhịn được mới bật cười. Lại là cây. Tôi cũng tò mò không biết cái cây này đặc biệt ở chỗ nào, hay nó cũng giống như cái cây mặt quỷ mà tôi đã nghe hôm qua. Thực tế tôi thấy còn những thứ rất bình thường, nhưng nếu được gói trong những câu chuyện kể hoặc trong truyền thuyết thì chúng sẽ trở nên đặc biệt trong mắt mọi người. Cây thần tiên chắc cũng giống như vậy. Sau khi được mọi người chỉ dẫn tận tình, tôi mau chóng tìm ra vị trí của cái cây ở đầu làng. Cây rất to, tán cây xanh mướt trông như một đám mây. Thân cây 4-5 người ôm cũng không hết. Dưới gốc cây còn có một hàng rào gỗ đơn sơ bao vòng quanh, chứng tỏ dân làng quý cái cây này lắm. Một vài con ngựa được cột quanh hàng rào. Cây đó không xa là một cây giếng khoan. Tôi có thể hình dung được cảm giác thoải mái thư thả của dân làng như thế nào sau một ngày làm việc nhọc nhằn, được uống nước giếng trong lành, được ngồi dưới bóng cây râm mát cùng nhau trò chuyện nói cười. Tôi bước đến bên cây cây thì thấy một ông lão đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm chiếc quạt nan. Ông đang ngước nhìn lên cao, không biết là nhìn gì. Tôi không kìm được cũng nhìn lên theo. Lúc này mới phát hiện trên cây có mấy bông hoa to bằng cái bát ăn cơm, màu trắng vàng, hình dạng cũng đặc biệt, khó mà tả rõ được. Ông lão chợt quay đầu nhìn tôi, thấy tôi cũng đang nhìn lên thì cũng không lấy làm lạ, còn lấy tay chỉ cho tôi. Tôi hơi ngượng nhìn theo hướng tay ông thì thấy một bông hoa mọc ngay sát thân cây. Nó còn to hơn những bông tôi vừa thấy. Vì ở rất gần để tôi thấy bông hoa đó bề ngoài giống như là khuôn mặt người, thậm chí còn lờ mờ phân biệt được ngũ quan. Tôi cực kỳ kinh ngạc. Kể từ khi làm cái việc khảo sát địa chất này, tôi đã đi khắp nơi trong nước, thấy biết bao nhiêu là thứ quái lạ, nhưng chưa từng thấy thực vật có khuôn mặt giống hình người đến thế. Thế giới này quả là rộng lớn, cái gì cũng có được. Tôi không nén được hỏi: ông ơi, đây là cây gì thế? Ông lão cười nói: đây là cây thần tiên, cháu à. Tôi không biết nói gì thì ông lão tiếp lời: cây thần rất linh ứng, cháu muốn biết tương lai của mình thế nào, có thể hỏi nó xem. Tôi nghĩ ông lão ngồi trước mặt mình đây quá là mê tín. Dù trong lòng tôi đang dối, nhưng cái cây này hoặc cây bông hoa này có thể cho tôi câu trả lời sao? Chẳng phải quá là hoang đường sao? Ông lão nhìn tôi rất hiền, làm cho tôi không nỡ từ chối. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào bông hoa mặt người kia và hỏi: tôi nên làm gì đây? Một cơn gió thổi qua, lá cây kêu xào xạc, khuôn mặt của bông hoa rung rinh trong gió, cứ như đang cười. Tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác. Tôi nhún vai: ông ơi, không thấy nó phản ứng. Cháu hỏi lại đi. Ông lão cười khà khà. Cháu, thôi được rồi, dù sao mày cũng đã vờ vịt một lần, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Tôi nhìn lên và hỏi: tôi đang rất rối, tôi nên làm gì đây? Thật là ngớ ngẩn khi đi hỏi một bông hoa những chuyện như thế này. Nếu đúng là tôi rất dối, chỉ cần chỉ cho tôi một con đường đi đúng đắn là được rồi. Ngọn lửa mãnh liệt nơi lồng ngực tôi như sắp bùng cháy.
thỉnh thoảng gợi cho tôi nhớ lại mình đã từng buồn, từng phẫn uất, từng đau khổ đến thế nào. Đúng thế, tôi cần được giải tỏa, bất kể là dùng cách gì. Lại một cơn gió nữa thổi qua, bông hoa mặt người lay động, rung khỏi cành cây rơi xuống đất. Tôi bất giác đưa tay ra thì bông hoa lại đáp ngay vào lòng bàn tay. Tôi nín thở nhìn nó. Ngay khi bông hoa vừa chạm vào tay tôi, cả khuôn mặt bông hóa thành mặt quỷ, đen tối, dữ tợn, làm người ta phải sợ hãi. Tôi kinh sợ, hất tay ném bông hoa mặt quỷ. Cái quái gì thế này? Tôi vô cùng sợ hãi, cảm thấy lòng bàn tay nơi đá hoa chạm vào ngơ ngáy, để có thứ gì đó đang bò qua lại, cố gắng thoát ra khỏi làn da của mình. Cháu à, hoa mặt người đã nói với ta rồi, cháu sai mất rồi. Cháu không có. Ông nói linh tinh gì thế? Đang còn sợ hãi, lại còn bị vạch trần nữa, để tôi hơi lúng túng. Cháu ngồi đây đi, ông sẽ kể cho nghe một câu chuyện về cây thần tiên này. Lời nói của ông lão làm tôi thấy bình tĩnh hơn. Tôi ngồi xuống cạnh ông. Cây thần tiên có gốc tích ra sao? Nó là do thần tiên trồng chăng? Không, tất nhiên là không phải vậy. Nó từng là một cái cây rất bình thường, mọc ngẫu nhiên trước cửa một ngôi chùa. Ngôi chùa này chỉ có hai nhà sư, một thầy một trò. Hai nhà sư thường tưới tắm cho cây nhỏ. Khi cây nhỏ lớn lên thành một cây cây lớn, thì sư thầy đã thành sư già, còn học trò trở thành sư lớn. Mặc dù chùa ít người đến cung bái, nhưng thường ngày hai thầy trò vẫn sống bằng nghề nông và đi khất thực. Họ sống rất an nhiên và mãn nguyện. Vào năm vị sư già mất, trên thân cây trước chùa bỗng nhiên mọc lên một cây nấm màu vàng, hình thù kỳ lạ. Cây nấm càng ngày càng lớn, dần ra đã dài bằng bắp chân nhà sư. Nấm trên núi không phải không có loại to, nhưng lớn đến cỡ này vẫn rất hiếm. Đây vẫn chưa phải là điều đặc biệt. Điều đặc biệt nhất nằm ở hình dáng của cây nấm. Càng ngày cây nấm càng giống tượng Phật được thờ trong chùa. Bên ngoài thần thái trang nghiêm, y phục tinh xảo, lấy tay sờ vào thì thấy mềm mại, thoang thoảng mùi thơm của khoai môn. Cây nấm mọc thành hình Phật nên được người dân coi như một phép màu. Hàng ngày có vô số người đến chiêm bái. Ngôi chùa của nhà sư cũng được nhiều người đến cúng dường. Mặc dù nhà sư bị náo động một phen, nhưng rồi ông cũng rất nhanh trở lại cuộc sống bình thường. Mùa thu đã đến, tiết trời dần trở lạnh. Cây nấm hình Phật cũng không thay đổi hình dạng, chỉ có màu sắc sậm hơn. Nhà sư vẫn tưới nước cho cây vài ngày một lần. Mỗi lần tới cây, ông đều đọc một đoạn kinh trước cây nấm, như thể thầy mình vẫn còn sống. Hai thầy trò đang cùng nhau tu tập. Và một buổi sáng nọ, nhà sư thấy trời rất lạnh. Như thường lệ, ông quét dọn toàn bộ ngôi chùa và hoàn thành buổi tu tập sáng. Sau đó, ông vác cuốc ra đồng, tính thu hái hết rau mang về. Giống như mọi ngày, gần đến giờ tu tập buổi tối, ông mới mệt mỏi quay về chùa. Lúc này ông phát hiện cánh cửa chùa ông đã đóng chặt trước khi đi đang khép hờ. Lẽ nào chùa bị trộm đến thăm? Nhà sư nghi ngờ mở cửa bước vào thì thấy trong phòng mình là một cô gái quần áo xộc xệch, khuôn mặt tiều tụy, đang nằm co quắp trốn nơi góc giường, cả người run rẩy rất đáng thương. Nhà sư và cô gái nhìn thấy nhau, cả hai đều sửng sốt. Cô gái đột nhiên có phản ứng, quỳ trước mặt nhà sư, cầu xin ông cứu mình. Quần áo cô ta trượt xuống, để lộ ra thịt trắng như tuyết và những vết bầm tím. Nhà sư chỉ nhìn qua, rồi quay đầu lại, bắt đầu niệm kinh. Cô gái kia không ngừng khóc lóc kể lể, nhà sư mới hiểu ra. Thì ra cô gái này bị người ta lừa bắt từ nơi khác đến đây. Cô bị ép gả cho một gã độc thân khoảng 40 tuổi. Chuyện ép gả này rất phổ biến ở nông thôn. Đàn bà con gái bị bắt đến một nơi xa lạ,
giữ ở đó vài năm thì sinh mấy đứa con. Thông thường người bị ép gả sẽ cam chịu số phận như vậy. Nhưng cô gái này cho biết mình là học sinh của một trường nữ sinh, gia đình rất khá, cha mẹ cô ta vẫn chưa biết làm cách nào tìm được cô. Sau khi lấy tên kia thì hắn đối xử với cô rất tệ bạc, hàng ngày nhốt cô vào trong phòng, hơi một tí là chửi mắng đánh đập. Cô chịu không nổi nữa nên liều mạng trốn đi. Vì nhiều người trong làng có quan hệ họ hàng với kẻ kia nên cô không dám cầu cứu. Khi nhìn thấy ngôi chùa này liền lẻn vào bên trong để trốn. Trước ánh mắt van xin của cô gái, nhà sư không nỡ để cô ta đi. Nhìn thấy cô gái run run rẩy rẩy, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, trên người lại chỉ có mặc một bộ quần áo mỏng manh, thì ông chợt nhớ đến cái chăn bông sáng nay đem ra phơi. Ông vội chạy ra lấy về ủ ấm cho cô. Nào ngờ cái chăn bông được vắt trên cành cây đã ướt đẫm rồi, vừa chạm tay vào là lạnh đến thấu xương. Đống củi ông xếp cách đó không xa cũng đã bị ướt. Nhà sư thấy hơi lo, cô gái đã bị ốm rồi, ông lại là người tu hành, không thể thấy người sắp chết mà không cứu. Nhưng mà trời tối thế này thì ông biết tìm thứ gì để giữ ấm cho cô gái đây? Nhà sư chưa nghĩ ra thì nghe thấy tiếng kêu của cô gái, tiếp đó là tiếng ụịch như là có thứ gì đó rơi xuống. Nhà sư chạy vào thì thấy cô gái đang nằm trên mặt đất, quần áo tuột ra một nửa, toàn thân run rẩy không ngừng kêu lạnh. Nhà sư cũng không còn cách nào, đành lấy bộ cà sa khá dày còn lại duy nhất của mình quấn quanh người cô gái. Cô gái vẫn kêu lạnh, nhà sư phải tìm hết quần áo quấn từng lớp quanh người cô gái, cuối cùng phải dùng đến cả quần áo mặc trên người mình. Cô gái cuối cùng cũng ngừng kêu. Nhà sư đành bình trần ngồi co ro ở đầu kia của căn phòng chịu khổ suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà sư miễn cưỡng mở mắt thì thấy quần áo vương vãi khắp nơi, còn cô gái chỉ mặc một cái yếm đỏ đang nằm mê man bên cạnh ông. Nhà sư thất kinh, ông gọi lớn mấy tiếng: "Nữ thí chủ!" Cô gái không tỉnh lại, nhà sư định đánh thức cô, nhưng khi chạm vào phần da thịt nóng hổi loá lổ kia thì rụt ngay tay lại. Đang lúc khó xử thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Tiếng ồn đó càng ngày càng lớn, cuối cùng thì đã đến trước cửa. Đối mặt với một đám đông đột nhiên xông vào phòng, lại ở hoàn cảnh tỉnh ngay ly gian, nhà sư có chút bối rối. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên kéo nhà sư ra ngoài, rồi không để cho nhà sư giải bày, đã đánh đập dã man. Nhà sư đau đớn nằm trên mặt đất. Trong lúc thần trí mơ hồ, ông nghe loang thoáng tiếng người phụ nữ khóc nức nở rồi nói: "Tôi tưởng đây là trốn cửa Phật thanh tịnh nên mới trốn đến. Ông ta lại nhân lúc tôi ốm bệnh cưỡng gian tôi." Nghe được những lời vu vạ của cô gái, nhà sư bình tâm lại. Từ nhỏ ông đã theo sư thầy tụ tập, ông đương nhiên biết khổ nạn cũng là một loại tu hành. Đám đông tức giận trói nhà sư vào gốc cây lớn trước cửa chùa và nói là để cho mọi người phân rõ bộ mặt thật của kẻ tu hành. Nhà sư nhìn lên trời rồi nhìn đám đông, ông nói: "Bần tăng không làm điều ác, bần tăng bị đổ oan." Ông lại nhìn về phía cô gái nói: "Nữ thí chủ, bần tăng có làm chuyện đó hay không, trong lòng ngươi biết, Phật tổ ở trên cao, bần tăng không dám nói dối." Cô gái bị người đàn ông trung niên tát cho mấy cái, cô ta co người lại khóc nức nở. Nhìn dáng vẻ này của cô gái thì nào còn ai tin lời nhà sư nữa, họ lại đánh ông. Nhà sư bị đánh đến mức chỉ còn thoi thóp thở. Người đàn ông trung niên dân đầu đám đông túm lấy nhà sư mắng chửi: "Mày đã cưỡng gian vợ tao, có đánh mày vẫn chưa đủ đâu. Nếu không muốn giải liên quan thì phải bồi thường cho tao thứ gì giá trị, tao sẽ tha cho mày." Nhà sư mở to đôi mắt dính đầy máu, giọng thều thào: "Bần tăng không làm điều ác, bần tăng bị oan, bần tăng cũng không có gì đáng giá."
Người đàn ông trung niên cười nói: sao mà không có được, chẳng phải mày vẫn còn khế đất đó sao? Giao khế đất ra rồi tao tha cho. Nhà sư nói gì đó, vì giọng nói quá yếu nên người đàn ông trung niên không nghe rõ. Hắn ghé sát tai vào miệng nhà sư, thì ra nhà sư đang niệm một câu kinh: Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Khi hành Bát Nhã Ba La, ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng, thấy ra năm uẩn đều không, bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua. Thần Phật có cứu độ được mọi khổ đau hay không thì chưa biết, để những khổ đau nhà sư phải chịu thì chỉ mới bắt đầu. Người đàn ông trung niên vô cùng tức giận khi thấy nhà sư không nghe lời mình. Hắn đến đây không phải để bắt gian. Khi sắp xếp cây bẫy này, hắn đã chắc chắn không có sơ hở nào. Chỉ là không ngờ nhà sư lại cứng đầu đến thế, bị đánh gần chết cũng không chịu giao giấy tờ khế đất. Người đàn ông trung niên đã hết kiên nhẫn. Hắn cho vài người đi lục soát, nhưng dù đã lục tung cả ngôi chùa mà vẫn không tìm được thứ mình muốn. Người đàn ông trung niên vừa nôn nóng vừa tức giận, hắn đánh nhà sư túi bụi, bắt ông nói ra chỗ để khế đất. Nhà sư chỉ niệm kinh mà không trả lời hắn. Người đàn ông trung niên càng thêm nôn nóng, ra tay nặng hơn. Mới đầu nhà sư còn dãy giụa, miệng kêu đau, rồi sau không thấy có phản ứng gì, giống như đang ngất đi. Đám đông đi theo thấy cảnh này cũng có chút sợ hãi. Đến lúc gã trung niên nghỉ mệt, họ mới đưa tay thăm dò hơi thở của nhà sư. Kết quả là phát hiện nhà sư đã chết, chứ không phải bị đánh ngất đi. Máu trên người nhà sư nhỏ tí tách xuống cây nấm hình Phật. Đôi mặt tượng Phật uy nghiêm đúa màu máu đỏ, hiện lên mấy phần quỷ dị. Người đàn ông trung niên nhìn thi thể nhà sư, bây giờ mới cảm thấy hơi sợ. Trong trường hợp cương gian bị bắt quả tang, con nặng tay một chút cũng được, đừng nếu để chết người thì phiền phức rồi. Nữ kẻ đi cùng người đàn ông trung niên nhìn nhau, bọn họ đâu ngờ người này lại ra tay nặng thế. Đánh chết người là chuyện to. Vài người thấy không ổn định bỏ trốn, thì dân làng biết tin đã kéo đến chặn cửa. Mấy người nọ bị dân làng tra hỏi, cuối cùng công khai ra động cơ thật sự. Tuy thế, nó lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cách đây không lâu, có một gia đình nhà giàu họ Lã, trong nhà có người qua đời. Họ Lã là một nhà giàu có quyền thế trong trấn. Nhà đó có mời một thầy phong thủy nổi danh ở ngoài về để tìm nơi chôn cất có phong thủy thật tốt, lợi cho con cháu về sau. Ông thầy phong thủy không phụ lòng mọi người, nhanh chóng tìm ra một nơi có phong thủy cực đẹp. Ông nói với gia đình họ Lã là chỉ cần tổ tiên được chôn cất ở nơi đó thì con cháu sau này quan lộ sẽ rất hanh thông, làm ăn giàu có không ai sánh bằng. Gia đình họ Lã lúc đó đã động tâm, nhưng rắc rối là vị trí phong thủy tốt đó nằm trên đất của một ngôi chùa. Chùa chiền không như nhà của dân thường, tuy đều được quan trên cấp khế đất, nhưng trong mắt mọi người, chùa là nơi ở của thần Phật, ai mà dám đi tranh địa bàn với thần Phật chứ. Nhưng gia đình họ Lã đã chọn địa điểm này, bọn họ nhiều lần thương lượng với nhà sư để mua lại nhưng không được. Cứ tưởng như đã hết cách thì một đứa cháu trong nhà nghĩ ra một kế rất hiểm. Chỉ cần làm theo lời hắn thì gia đình sẽ dễ dàng có được khế đất của nhà chùa, mà lại tốn rất ít tiền. Nhà họ Lã thuê một người đàn ông trung niên ác ôn để gả cho vợ mình đi quyến rũ nhà sư, sau đó sẽ bắt gian ngay tại giường. Khi đó, để giữ gìn danh tiếng của mình, nhà sư nhất định sẽ giao ra khế đất. Người đàn ông trung niên vốn là kẻ ti tiện, hung ác, thuộc về tầng lớp thấp kém dưới đáy xã hội, tự nhiên là không bỏ qua cơ hội này. Cô gái kia đúng là đã bị gã trung niên bắt về làm vợ. Hắn hứa hẹn chỉ cần cô ta làm xong chuyện này sẽ thả cho cô ta về nhà. Cô ta nghe lời hắn, giả ốm bệnh để dụ dỗ nhà sư
chỉ là nhà sư này hơi khờ nên không trúng kế. Thế là cô ta trút hết đồ trên người ra nằm cạnh nhà sư. Quả đúng như kế hoạch, người ta đã xông vào bắt quả tang hai người tại chỗ. Gã trung niên cứ tưởng nhà sư sẽ nhanh chóng giao ra giấy tờ, nhưng không ngờ nhà sư này rất cứng đầu. Dù con lăng nhục đánh đập thế nào cũng không chịu nhận tội, không chịu giao ra khế đất. Gã trung niên sợ mất số tiền đã nhận nên trong cơn tức giận đã đánh chết nhà sư. Chuyện này cũng xem như là số mệnh đã định. Quả báo đến rất nhanh, kẻ này bị dân làng tức giận đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cô gái kia tuy có nỗi khổ riêng nhưng cũng là làm hại đến người khác. Dân làng giao cô cho quan phủ, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó mà tha được. Còn về phủ Miêu nhà họ Lã, người nhà này sống chết cũng không nhận tội. Mặc dù gã trung niên đã nhận tiền của bọn họ, nhưng vì không có bằng cớ nên dân làng cũng không làm gì được. Nhà họ Lã cứ tưởng là đã thoát tội, cũng không dám tơ tưởng đến đất đai nhà chùa nữa. Sau này lộ ra chuyện nhà này và quan chức câu kết với nhau, bị mất đi chỗ dựa nên chỉ chưa đầy 2 năm, dòng họ nhà này đã không còn được như trước, cứ lụn bại dần. Không lâu sau khi nhà sư chết, cây nấm Phật biến thành màu nâu đen và rụng xuống. Dân làng thiêu xác nhà sư cùng cây nấm, mùi thơm dịu dịu của khoai môn lan tỏa khắp 10 mấy dặm. Ai ngửi thấy thì tinh thần đều sảng khoái, dễ chịu. Cây đại thụ trước chùa ngày càng thêm xanh tốt. Đến mùa hè năm sau, bông nở ra một bông hoa màu trắng. Lúc mới thành hình bông hoa thì chưa có gì, đến khi lớn lên càng lúc càng giống mặt người. Có người thử nói chuyện với bông hoa nhưng không có phản ứng gì. Đến khi có quá nhiều người tìm đến và nói chuyện với bông hoa thì bông hoa rụng xuống đất. Có lúc bông hoa hóa thành nhựa cây trong như ngọc thấm vào trong đất, có lúc lại rụng vào người ta và biến thành khuôn mặt ma quái gớm ghiếc làm người ta kinh sợ. 5 tháng trôi qua, ngôi chùa cũng đã sụp đổ, trở thành nơi để dân làng hóng mát chuyện trò. Hoa mặt người năm nào cũng nở, người ta đúc kết ra một quy luật như sau: nếu người hỏi có ý tốt thì hoa mặt người sẽ biến thành nhựa cây màu ngọc, ngược lại hoa mặt người sẽ biến thành khuôn mặt quỷ quái. Vì vậy có người gọi hoa mặt người là hoa thiện ác. Hoa cảnh báo con người rằng thiện ác ở rất gần nhau, cuối cùng cũng đều có báo ứng, đừng làm chuyện gì xấu. Sau khi nghe câu chuyện của ông già, tôi cảm thấy như tim mình bị đâm một nhát. Tháng trước, tôi đã làm việc rất chăm chỉ mới hoàn thành xong một dự án. Tôi nghĩ rằng với dự án này, ít nhất tôi có thể thăng một cấp, nhưng không ngờ rằng tài liệu cất kỹ trong học bàn của tôi đã biến mất. Sau đó vài ngày, một đứa làm lâu hơn tôi nhưng chưa có đóng góp gì bỗng nhiên được thăng chức. Tôi càng nghĩ lại càng thấy nghi ngờ. Sau nhiều lần dò hỏi, tôi mới biết chính là nó đã lấy trộm tài liệu của mình. Không những thế, sau khi lên chức, nó còn có được người con gái mà tôi thầm yêu. Cuộc sống đôi khi có những tình tiết đau khổ như trong một bộ phim. Người khác nhìn thấy tôi đau khổ và tức giận thì họ sẽ cho rằng tôi là kẻ thất bại đang tự trách mình. Nhưng tôi không cam lòng. Rõ ràng là nó đã cướp đi những gì lẽ ra phải thuộc về tôi. Làm sao tôi có thể bỏ qua được? Tôi định nói với lãnh đạo chuyện này, khổ nỗi chẳng có bằng cớ gì, nói ra cũng phí lời, thậm chí còn bị chê cười. Tôi ngầm tìm kiếm cơ hội để thanh minh cho mình, nhưng khi thấy không còn cơ hội nào cả, tôi đã rất chán nản. Thời gian qua đi, tôi càng thêm tuyệt vọng. Vì thế tôi nảy ra ý định trừ khử tên kia, để đôi tay nó không còn cướp đoạt được thành quả lao động của người khác, để đôi mắt nó không còn nhìn thấy nữ thần của mình. Ý nghĩ đó như ngọn lửa cháy trong lòng, mỗi ngày một lớn thêm. Cuối cùng thì
Trong chuyến công tác này, tôi, tên kia và mấy người nữa được phân vào một tổ. Tôi tình nguyện xung phong đi đầu để tìm cách trả thù thích hợp nhất. Chúng tôi thường đi công tác ở những nơi hoang vắng. Tôi vốn đã hạ quyết tâm, nhưng đến lúc bắt tay thực hiện kế hoạch trả thù thì lại do dự. Những mâu thuẫn và giày vò của tôi đã biểu hiện ra khi nói chuyện với Bông Hoa Mặt Người. Ông Lao đã nói ranh giới thiện ác rất gần nhau, thiện ác cuối cùng cũng đều có báo ứng. Đúng vậy, nếu tôi trừ bỏ kẻ này, tôi sẽ trở thành người ác. Bây giờ tôi sẽ mở to mắt để xem khi nào hắn sẽ gặp phải báo ứng. Nghĩ thông rồi, tôi thấy lồng ngực của mình đột nhiên mở ra. Những oán giận khó giải trừ đột nhiên tiêu tán. Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, thật đẹp, thật ấm áp. Tôi quay đầu lại định cảm ơn ông lão, nhưng không thấy ông đâu. Thấy được sự kỳ diệu của Hoa Mặt Người, tôi nghĩ dù ông lão có là thần tiên hạ phàm độ hóa mình đi nữa thì cũng không phải chuyện lạ. Tôi chợt nhớ đến người đàn ông trung niên mà tôi nhìn thấy trong xe. Ông ta cũng kể một câu chuyện về cây. Hình như bên trong đó có mối liên hệ không thể nói rõ được. Tôi thấy buồn cười vì mình đã suy nghĩ quá nhiều, lại thấy hơi phấn khích trong lòng, cứ như đã tìm ra một bí mật lớn. Tuy khúc mắc trong lòng đã được cởi bỏ, nhưng sự tò mò lại bắt đầu trỗi dậy. Sau khi rời làng Tử Tinh, trở về thị trấn, tôi đã hỏi nhiều người về cây thần tiên. Điều kỳ lạ là hầu như không có ai nghe đến truyền thuyết về loài Hoa Mặt Người. Cây thần tiên mà họ kể lại khác hoàn toàn với những gì ông già nói. Họ nói rằng cây này đã tồn tại gần 200 năm, đã sống sót qua bao nhiêu thiên tai, chiến tranh và đã che chở cho một số chiến sĩ Hồng Quân trong chiến tranh chống Nhật. Nó từng bị sét đánh, nửa thân đã cháy thành than, nhưng cây vẫn sống sót và xanh tốt lại. Một cụ già cho biết cây cây bị sét đánh là do lâu ngày cây sinh linh tính, ông trời không muốn nó sống nên đã giáng sấm sét xuống. Nó có thể hồi sinh cho thấy đã đổ qua thiên kiếp, trở thành thần, vì thế mới có tên là cây thần tiên. Sau này vì bận bịu với công việc, tôi vẫn không có dịp nào đến thăm lại làng Tử Tinh. Sự việc này đã trở thành một bí ẩn trong lòng tôi cho đến tận ngày nay. Nghe xong câu chuyện của Thiểm Hạ Thủy Trư kể, tôi thấy hơi ngạc nhiên. Từ ngày biết đến anh, tôi vẫn cảm thấy người đàn ông này trưởng thành, ổn định, khá đáng tin cậy. Không ngờ anh ta lại có quá khứ như vậy. Thiểm Hạ Thủy Trư cười cười. Câu chuyện của tôi thế nào? Lão Kim nhào mắt lại, tựa như không nghe thấy lời của anh, mà giống như đang hồi tưởng lại câu chuyện vừa rồi. Tạ Như Tú nói bằng cái giọng căm hận. Nghe xong chuyện này, tôi chỉ muốn đem hai cái thằng họ Ngô khốn kiếp kia treo cổ lên cây. Cây cây treo cổ anh em nó chắc sẽ là cây cây có khuôn mặt quỷ xấu xí nhất đấy. Đúng vậy, những kẻ ác trong câu chuyện cuối cùng cũng bị quả báo, để những người tốt chưa chắc đã được đền đáp. Nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi có chút chua xót. Có thể một ngày nào đó anh em nó sẽ phải đền tội. Vậy còn mấy người chúng tôi thì sao? Còn những người đã chết thì sao? Rốt cuộc họ đã chết một cách vô ích ư? Nghĩ đến đây, lòng tôi càng thêm chịu nặng. Hết câu chuyện thứ 19. Vậy là ba nhân vật của chúng ta vẫn bị kẹt trong rừng. May có Lão Kim trợ giúp, và hàng ngày họ giải sầu bằng cách kể cho nhau nghe những câu chuyện. Liệu sắp tới đây nhóm ba người có thoát khỏi tay của hai anh em họ Ngô kia không? Hai anh em họ Ngô kia đã gieo rắc nhiều tội ác, liệu có bị quả báo?
mà các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.